Đây là số phone của chị Ngân Thái. Mấy anh chị mà có muốn mua mấy cái cây sen đá thì cứ gọi cho số phone này nha. Ngân Thái 408 661 5751. Cái này 600 tuổi. Hôm nay Hương đang ở cái vườn cây của chị Ngân. Chị có mấy cái cây đột biến rất là đẹp đây. Có khách đang muốn mua nên Hương quay cho mấy cô chú anh chị xem. Mấy anh chị nào thấy thích cây nào thì cứ chụp hình nha, gửi cho chị Ngân, số phone là 408 661 5751. Mấy cái cây này là có khách lấy rồi hả chị Ngân? Khách muốn mua. Khách ok. Muốn coi cái body. Hương quay cái body, tại vì cái này khách muốn nhìn thấy. Đây. Đây là cái dáng của nó. Cây này Hương thấy thì nó không có bị một cái lỗi nào hết. Body của nó cũng đẹp mà. Còn cây bên đây để Hương quay kỹ lại cho chị nào mà muốn mua, cái đang coi mấy cây này đây nè, nó thấy cây này cái body nó cũng đẹp. Đây sẵn là Hương quay luôn mấy cây nữa, mấy anh chị nào muốn coi thì coi nha. Cây bên đây cái bảng cũng đẹp, nó hơi nhỏ nhưng mà cái bảng nó đẹp. Ô, cây này bán luôn rồi hả? Cây này bán rồi. Ok, hai cây này bán rồi luôn. Hai cây này dáng đẹp. Dáng đẹp, có bông, hai cái bông thường kế bên. Dạ đúng rồi nè, có hai cái bông thường kế bên. Dễ thương. Cây này chưa bán được đẹp. Cây này thì chưa có người mua. Đây, cây này cái dáng cũng đẹp nữa nè. Cây này nó có mấy cái hoa dạ. Trên mặt trước của dạ. Nó lâu lắm đó. Một cây nhiều gần 20 năm tuổi thì nó thường cái, mấy cây này người ta nuôi rất là lâu rồi. Cái cây mà chị Hương đang quay là cây đó là khoảng 12 năm tuổi. Tại vì cái chuẩn nó dày lắm rồi. Cái chuẩn nó dày lắm. Nè, cái thân nó dày. Mà này nó già rồi nên nó lên cái màu nâu luôn rồi nè. Còn cây này bán chưa chị Ngân? Cây đó cũng cây này chưa bán, nhưng cây nhà collection. Cây này thì ở trong cái collection của chị Ngân. Sẵn Hương quay luôn cho mấy anh chị ngắm luôn. Mấy cây này rất là đẹp.
đang cái dáng của nó. Dáng của nó cũng rất là đẹp nè. Cây này cái dáng cũng đẹp mà nó bị gãy cái này chút, nhưng mà nó đang có baby ra. Mấy cây này nó lên màu là Hương thấy giống như màu vàng cam hả chị Ngân? Dạ vàng cam. Đẹp. Cây này hả, coi vậy chứ cái giống hiếm lắm. Cây này giống hiếm lắm. Cây này cái bản bự quá nè. Cây này giống hiếm lắm. Coi cái bông của cái dây cũng nói chung mấy cái màu này là màu mấy màu này màu cam. Đẹp quá nè. Màu vàng cam. Còn cái này màu đỏ. Cái này thì màu đỏ. Còn cái này vàng cam. Cây này bán chưa? Chưa. Cây này chưa bán. Okay. Mấy cây này cũng đẹp nè mấy anh chị. Mấy cây này thì chưa có bán nha. Cây này còn nè. Mấy anh chị nào thấy thích cây nào thì chụp hình nha. Hương quay nó luôn cái chậu nè, để cho mấy anh chị thấy được cái cây với cái chậu. Cây này là cái màu nó hơi vàng cam đỏ, dễ cưng, dễ cưng lắm. Màu cánh dày. Cây bên cánh đây cây cũng đẹp lắm nè. Nó hai cây này còn có cái chậu luôn đó, mấy anh chị nào thích thì chụp hình nhớ chụp luôn cái chậu nha, chị Ngân mới biết. Cây này cũng chưa bán không? Cây này cũng đẹp quá, cái thân của nó đây, đây là cái chậu của nó. Hương quay luôn cái chậu để cho mấy anh chị có muốn mua thì chụp hình lại nguyên nói cái chậu với cái cây đó để chị Ngân biết. Cây này chưa bán, cây này như chị Ngân. Cây này là có giá 480. Cây này 480. Đẹp. Cây này hiện tại là Ngân không có tưới nước nhiều rồi, tại vì Ngân muốn stretch out nó lên cái màu. Nhưng mà về tới tay anh chị tưới nó là nó cái màu nó tươi hơn nữa nha. Tại vì đôi lúc em bên đây á, em phải sách tới là ship cây đi, em không có cho nó ướt được. Đúng rồi, tại ướt quá ship đi nó hư. Nhưng mà cây này là mấy cây trong cái dãy này là có vẻ hết rồi, mà anh chị chỉ có tưới nước thôi là lên. Ok. Đẹp. Khoan, để quay qua cái bên đây. Bên đây cũng có mấy cây bự quá này nè. Mấy cây bự này là Ngân đang nuôi, tại nó mới về thì nó mới về tới hả? Ừ, cho nên nuôi đó. Cái này là mấy cái hoa hồng đây. Cái thân của nó đây. Đang nuôi cho nó có rễ cứng cáp rồi bắt đầu. Cái này thì đang dưỡng nó. Cho nó có rễ cứng cáp rồi mới bắt đầu bán chứ gì. Dạ vâng. Nó cứng cáp và lên màu rồi là đây nó. Nhìn nó. Nhưng mà mấy cây bự của thì đa số là fashion giữ cho. Cây trong này cũng đẹp quá đây nè. Cái body của nó đây. Cây này bu lắm à. Nguyên một cái, nguyên một bảng luôn đó, không có một cái lỗi nào luôn. Là big boy đó. Big boy á là bu mập thù lu. Rồi. Nguyên cái bảng đỏ nhỏ như này chút. Nó mốt mà lên làm là đẹp lắm á. Nè, cây này cũng đẹp lắm nè. Cây này bự lắm nha mọi người, coi nè, hai cái tay của Ngân nè. Bự lắm. Cái chậu hồi đang Ngân đang để một cái chậu bự nhất. Thấy cái chậu là biết rồi, bự quá. Tại vì nó bự, em cũng không có kiếm được cái chậu nào mà 3D mà bự vậy mà để nó đó. Chậu bự quá trời luôn nè. Đây. Cái chậu này đang chơi chậu plastic, nhưng mà plastic nó có lỗ nhiều cho nên nó dễ thông thoáng nước á, cho nó dễ lên rễ. Cây bên đây cũng vậy nè, cây bên đây bự quá. Cây bên đây là lên màu rồi đó, cưng rồi đó.
cây bên đây đẹp quá nè mấy anh chị ơi. Ở trên cái này là trên cái phần trên của nó, trên cái đỉnh của nó đây. Cưng rồi đó. Đây là xuống với cái phần thân của nó đây. Dạ. Vàng cam đỏ phần nào đâu? Đây. Cái chậu của nó cũng bự quá đây nè. Dạ, một vàng xanh cam hồng. Cây mới về đây cũng vậy, coi như là một cái này kỳ này về mấy cái cây bự rất là nhiều, nhưng mà có một cái nó còn hơi khô nên chị Ngân phải để cho nó có rễ. Cây đỏ với một cái cây xanh, một cái cây đỏ là ba cây. Dạ ok, để con coi nhé. Cây đỏ mà con để là 120 đó, thì cô muốn lấy cái cây 120 đó. Hôm qua nãy cô coi lại rồi 120. Vâng. Rồi một cái cây 90. Cây 90 con bán rồi à. Ôi trời ơi. Này, cái chậu cũng bự quá à. Giờ con chỉ còn cây 60 thôi. Cây 60 này. Cái còn cây 60. Cây 90 con bán chứ. Không còn cây nào giống vậy à? Dạ không. Cây đó mỗi lần con về là con bán hết. Đây, cái này rất là đẹp. Vâng, 4 phân có cái cây màu. Cái này cũng đang bỏ vô mấy cái chậu này để dưỡng cho nó ra rễ đó mấy anh chị. Này, Hương quay một vòng cho mấy anh chị ngắm đây. Đây cũng có mấy cái cây này cũng. Đây cũng chung luôn mấy cái cây này mới về đây, chỉ đang bỏ vô đây để dưỡng nó cho nó ra rễ đó. Đây cái hoa hồng nhỏ nguyên một cái chậu bự quá đây, đẹp quá. Bông tí một chậu luôn, nhìn rất là đẹp. Bên đây là cái mặt sau của nó, mặt sau của nó show cho mình thấy cái thân của nó đây. Cái hoa của nó hầu như là nó nằm hết ở trên cái mặt trước của nó. Nhìn cái mặt trước nó rất là đẹp. Hoa nhỏ li ti, tại bây giờ nó vô mùa hè rồi đó mấy anh chị. Nó đang bắt đầu đua mình rồi nè. Thấy cái cánh lá nó xếp lại hết rồi nè. Nên nhìn bây giờ nó rất là đẹp, giống như là mấy nguyên một cái bụi hoa hồng nhỏ. Trong đây cũng còn có mớ mấy cái cây đây. Cái bạn giống như cái cánh hoa, cánh quạt đó. Rất là dễ thương. Cái chậu của nó đây, mấy anh chị nào thấy thích cây nào thì chụp hình nha, gửi cho chị Ngân số phone là 408 661 5751. Đây là cái thân của nó đây.
này cũng vậy này, cũng mấy cái hoa hồng này nhỏ nhỏ đây. Cái vườn của chị Ngân Thái chuyên bán mấy cái cây của Hàn Quốc nha, sen đá Hàn Quốc đó. Mấy anh chị nào thấy muốn mua cây nào thì cứ gọi phone, chụp hình gọi phone cho chị Ngân, số phone là 408 661 5751. Ok, Hương xin tạm biệt ở đây nha. Chúc cô chú anh chị một ngày thứ sáu vui vẻ và hạnh phúc. Này tiếp nữa, đây cũng có mấy cái cây, cái bảng đột biến. Bây giờ cái này ở sau á, Hương quay, chỉ quay sơ qua cho mấy anh chị ngắm thôi nha. Mấy anh chị nào thích cây nào thì cứ chụp hình. Nè, cái cây bự đó, để ra trong nguyên cái chậu lớn luôn rồi nè. Cây này cái dáng cũng đẹp nè, nó cũng không có cái lỗi nào hết. Nhưng mà cái nó chia ra từng nhánh. Phải lo chuyện shipping nha, không được cầm đây là gãy nha, con nói trước rồi đó. Tại vì cái cây của con nó bự cho bá lửa, làm sao mà con có không đẹp quá. Cây bên này cũng đẹp nữa nè mấy anh chị, cây này cũng cái dáng cũng đẹp nè. Rất là bự nữa đây. Thần của nó đây. Giờ hướng dẫn mấy anh chị đi qua một cái chỗ khác nữa nha. Cây này thì còn, cây này 150. À, đẹp ha, có nhiều bông. Đây, này cái chậu đây. Mấy anh chị thấy thích cái cây nào thì chọn
Nói luôn cái chậu nha, để cho chị Ngân mới biết. Cái chậu này là 30 đồng. Ok, rồi. Luôn cây luôn chậu luôn, một set luôn đi mọi người. Luôn cây luôn chậu nhiêu? Luôn cây luôn chậu là 150 với 35 là 185. Thôi 30 đồng chứ 180. Luôn cây luôn chậu 180 đẹp. Sorry mọi người, 180. Rồi, rồi chị. Dạ. Đây. Cây này bọc thuốc gồ ve nha mọi người. Vân đỏ chính giữa nè. Màu đỏ chính giữa. Giống như Chanel á, thì là màu xanh chính giữa. Voodoo là màu đen chính giữa. Thì cái này bọc thuốc gồ là màu đỏ chính giữa. Very, cũng là ve nhưng mà màu đỏ chính giữa. Ok. Cây này nhiêu chị? Từ Nhung, 100 đồng. Cây này 100. Cây này là bọc thuốc gồ màu đỏ, vân đỏ chính giữa. Đây, 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 đừng quay cái bông của nó đây. Nó có cái vân đỏ chính giữa đó. Nó cũng hiếm lắm á mọi người. Dạ. Yeah. Đây, để trong cái chậu này mấy anh chị nào thấy thích thì nhớ nói cái chậu luôn nha, để mới biết. Cây này thì có rễ rồi, không có sợ, không sợ chết nha. Đây, yeah. Rễ rồi. Đây, để Hương quay. Đang có rễ luôn đây. Một nhiều, rất là nhiều rễ đó. Rồi nha. Rồi. Yeah. Ok, bây giờ Hương nói vậy, chị Ngân sẽ nói vậy cho mấy anh chị biết. Cái cây này nhìn thấy giống như nó hơi khô khan, tại vì có một vài chị nghĩ là cái cây này nó đã bị chết nên dục thùng rác. có một hai người không biết, tưởng là cây chết tính dục thùng rác, nên bây giờ chị Ngân nói cho mấy anh chị biết là cái cây này nó còn sống nha, nó không phải chết. Tại vì mấy anh chị nhìn thấy, quay lại đây, ở trong cái nhụy của nó còn màu xanh đây, có nghĩa là cái cây này nó đang sống. Nó chỉ có một cái là bây giờ nó khô, nó chưa có nước, với lại nó đang có mùa nó đô mình nên cái cánh hoa của nó cuộn tròn nhỏ nhỏ lại hết rồi nè. Cây này là Ngân mới lấy về ngày hôm qua thôi. Bây giờ chị Ngân nói cho mấy anh chị biết, đây là một cái cây Ngân lấy về ngày hôm qua để làm collection, mua từ bên đại hàng. Ok, thì cái cây khi mà Ngân nhận vào ngày hôm qua về, Ngân mở ra thì nó là như vậy. Xong rồi nè, đây là này, là ở bên đại hàng nó gửi về là như vậy, nó không có rẻ mà nó là như vậy. Nhưng mà Ngân trả giá cái cây này rất là mắc. Từ bên farm Ngân trả giá cái cây này là trên 1.500 đô la, là Ngân là người mua giá sỉ đó. Ngân mua giá sỉ là 1.500 đô la, nhưng cây này là Ngân mua về tiền shipping của Ngân không nữa, chắc cỡ một cây này không. Chúng ta nó đi chung với kiện hàng của Ngân, rất là nhiều kiện hàng thì nó đi chung. Nếu mà shipping mà riêng của cây này từ đại hàng về, cái shipping mấy bạn chắc không, chắc nếu mà người chơi lâu người ta sẽ biết cái shipping rất là mắc trong cái cây mật với cái khổ oversize giống như thế này ha. Thì Ngân hiện tại cây này Ngân làm collection, Ngân không có bán. Nhưng mà khi Ngân nhận được cái cây như thế này là đối với Ngân á, thì Ngân sẽ take time để mà recover nó. Nhưng mà có nhiều người không biết thì tưởng cây này là một cái cây khô, dùng ngoài đường người ta cũng không lộm. Có mấy chị khách mới nói với Ngân đó, đây là một cái cây mà chị thấy nó ngoài đường chị sẽ không lộm đó. Nhưng mà đây là một cái cây trị giá hơn 1.500 đô mà Ngân mua với giá sỉ nhá. Còn khi mà là Ngân để Ngân chơi thôi, Ngân không bán nhá. Thì nó khô như thế này, nhưng mà khi mà Ngân hứa với các bạn là trong vòng khoảng 4 tháng nữa cho tới 6 tháng nữa nó sẽ rất là đẹp. Nó sẽ rất là đẹp, mà trong một năm nó sẽ rất là đẹp. Nhưng Ngân thì Ngân rất là thích ngắm những cái cây mà thần giống như thế này, là Ngân rất là thích. Sở hữu nó là Ngân rất là thích nhé. Cho nên là mọi người nhưng mà để mà nhìn thấy cái vẻ đẹp của nó là phải mất 6 tháng tới 1 năm. Ở đây cũng là một cái cây dưới về của từ bên đại hàng về. Trời ơi, quay tiếp rồi. Dạ. Đó. Thì nó mới khô khan vậy đó. Nhưng mà cây này thì Ngân bán, cây này có giá, Ngân bán cái gì có giá là 700 đồng. Cây này bán chưa? Em mới về ngày cây này chưa bán nha mấy anh chị. Cây này là giá là 700. Dạ. Cái đó 100. Cái đó 100. Medusa, cái đó hơn 100. Rồi. Ha, cây này 700. Cây này mới về thì nó cũng chưa có rẻ lắm mọi người ha. Dạ. Yeah. Nhưng mà từ từ nó sẽ đẹp lên nha. Ok, rồi đây cũng là một cây. Cây này thì Ngân nuôi nó rồi, có rẻ rồi. Thì cây này có giá là 400 đồng. Okay. Cây này có giá 400.
Còn cây này thì có giá là 350 đồng. Cây này là 350 đồng. Cây này thì có rễ rồi. Rồi, ok. Còn đây là cái cây đột biến mà của local rất là đẹp đây. Chị Ngân mới mua lấy về. Cái cây này rất là đẹp luôn. Cái cánh bông nó cũng lạ nữa. Cái này thì Ngân nghĩ chắc chị không bán, tại vì cái này chị đi mua về để collection, để ngắm chơi đó. Hương thấy cái dáng nó cũng đẹp nên Hương quay cho mấy anh chị ngắm. Nhìn rất là đẹp. Đây, cái này là hai cái cây của có người mua rồi. Hương quay cho chị thấy là cái cây nó còn nguyên dạng ha. Nó không có bị gãy gì hết. Đây, chị Ngân quay nha, qua đi Hương quay cho nè. Đó, cái cánh bông gì, cái cành gì còn nguyên hết, không có gãy cái cành nào hết á. Nói về nó như vậy là em gửi y chang như vậy nè ha. Rồi này, cái cành này chị cứ giữ nha, mà muốn nó lên baby nha. Cái cành này nó sẽ lên baby. Giống như cái cành này chị thấy không, một cành mà nó lên ba cái baby nè. Mấy cái quá trời baby luôn, cây này là rất là có giá trị, bự. Mai mốt cái mà nó bự lên là nhiều hết lắm á. Em sẽ cố gắng hết nha. Rồi mỗi đây một cây rồi, nữa. Đây cây nữa. Đây, cái cây này Hương thấy là không có bị gãy cái nào hết á. Tròn luôn. Tròn nút luôn nha. Rồi đây, này là của chị khách dặn nha. Chị Ngân nhờ Hương quay cho chị coi là cái cây của chị không có bị cái gì hết. Nó là như vậy, mình trồng á một thời gian thì nó mới bự ra, cái bông nó mới bự mập thù lu ra nha, 6 tháng nha chị. 2 tháng cũng ok. Đó. Đó, cây của chị đó. Rồi. Tại nó già quá. That's why vậy đó. Okay. Ok rồi đó. Đây hai cây của chị đây. Bây giờ nhìn thấy là không có bị gãy gì hết á, rất là đẹp nha anh chị. Vâng. Rồi ok, còn cây này bán nha mọi người. Đó, ai? Hiện tại á là mấy anh chị nó ô em ơi sao bán nhanh thế. Còn cây này còn phải không? Cây này còn nè, bây giờ cây này còn đó anh chị nè. Cây này còn. Báo giá cho chị đó. Rồi chị thích. Cây này là 120. Cây này 120. Cây này còn cái này là cây hồng giang variegated sẽ lên 3 màu vàng cam. Cái này là 100 đồng chứ. Còn cái crest này là bông hồng vàng. Cái này có giá là 140. Ok. Bông hồng nhỏ mà màu vàng. Rồi thấy đây chị. Cái này là 140. Ok. Đó, rồi còn cây này. Ốm ngạt. Cái này chị có lấy không em xem theo. Bao nhiêu? À, bao nhiêu cây đó? Cây 100. Còn cái cây bên kia 90. Cái này sao nói bà đó 60 nè. Ồ 60 là cái cây này nè, 60 cây này nè. Cây này là cây Big Bang. Big Bang nó đẹp hơn mọi hay sao? Big Bang là nửa xanh nửa đen. Cây này 60 còn nè. Cây này 60. Big Bang. Cây kia có cây kia. Ủa? Cây đó là cây gì ạ? Rest and dry variegated. Cây này phải không? Ừ. Cái màu vàng. Cây này đẹp mấy chị. Cái bông nó cũng tròn. Cái này là variegated á. Cây này có rễ rồi. Khác nhau, cây này bi sắc rồi nha. Cây này xuất phẩm. Mới chụp ở đâu á? Đó, cây này 250. Ô, cây quay bì này đẹp nè chị. Cây này nó bữa nay nó lên màu hồng rồi nè. Mai mốt nó sẽ lên màu hồng, trái xanh trắng hồng. Cây này bên kia nè, cây này bao nhiêu nè? Ở đâu? Muốn chụp ở đâu? Cây bên kia, cây đó 400. À, xanh trắng hồng. Okay.
Đó, bây giờ hiện tại là những cây này là những cây còn đó, thì anh chị có thể mua được nhé. Ờ, dạ, cây này nè, cây này giống như cây nãy, nhưng mà nhiều hết hơn, 150 luôn. Cây này nè, cây này là lên màu lâu câu, 150 luôn. Này, cây này lên màu. Nhưng mà cây này nhiều hết hơn của cây của khách em. Cây ban đầu là bán rồi, một cây là còn rồi. Ok. Cái đó với cây này giống nhau không? Giống nhau á. Cây đó cái gì vậy? Cây này 150 luôn, nhưng mà cây này nhiều hết hơn cây đó. Nhưng mà cây đó cái bông cây này nó đẹp hơn. Cây đó thì cái bông bự nhưng mà nó thưa, còn cây này cái bông nó nhỏ nhưng mà nó nhiều. Nhưng mà cái này là nhìn thấy nó tốt hơn nhiều nè. Thì đương nhiên tại vì nó được cứng cáp rồi, còn cây này mình phải nuôi thời gian nó cứng. Cây này nhiều hết. Coi như 90 phần. Thì 9 triệu. Cái này cái gì vậy? Hồng giang va. Hồng giang va hả? Cái này hồng giang va. Hồng giang va nó lên màu hồng nhạt nhạt nha. Cái này nhiều, cũng nhiều người thích lắm. 90. Rồi, còn cây này thì Purple King Kong. Hả? Purple King Kong. King Kong. Bộ bộ kinh con, cây này là 140 đồng. Ok. Bộ bộ kinh con bự. Rồi rồi. Đó, cây này là cây trên nó tại Hương Ra. Cái này đẹp hơn cái này hả? Phan Phan. Tại Hương, Phương Phương Phan, để Hương quay cái là Hương có coi cho tại giờ. Hương ngó trở lại không được. Không, mấy cây này là hàng va. Còn hàng va lên này. Chưa có đẹp. Cây này là chưa có rành. Cây bông bồ kinh con mà variegated. Ủa rồi cây này đâu, cái bông đây nằm đây hả? Cây này là white wheat. White wheat hả? White wheat ai thích nè. Mở nơi này đi. Dạ. Rồi. Câu cây white wheat này đẹp nè. Hay là của nó trong đó, cắm nó vô đó đi cho nó. Cho nó. Dạ. Cây white wheat không? Sống sống, sống cắm nó đi nó lên đó. Cây quy quýt này là 160 đồng bụng. Rồi rồi, còn cây này là cây, cây này đẹp chị. Quýt ba, cây đó nó ra màu gì? Hồng. Cây này hồng nhiêu? Đỏ đen. 400. Cây này 400. Đó, còn này hàng ba nữa. Có nghĩa là hàng vai nó sẽ lên 3-4 màu cho một hộp, giống như một cây bonsai nè. Ba nè, mà nó lên mấy màu luôn nè. Chị thấy cái bông va không? Dạ. Yeah. Thấy cái bông va không nè? Cái này nhỏ hơn cái này nè, phải không? Mà nó khác hơn chứ. Đây cho mọi người coi cái cây cao đi. Có sừng cho mình. Cây chưa? Đẹp. Cây chưa? Cái dáng cũng đẹp nữa này. Đây cái vàng, 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 vàng. Đây cái bông của nó đây. Đẹp. Rồi chị. Đó, đây là cây này mà nó là plastic nè chị. Cây này cây thường, cây này là plastic của nó đó. Cái cây này là cây thường của nó nha mấy anh chị. Cái này là cây thân thụ. Còn cái này là cây đột biến của nó. Đây nè, nó có hai cái bông nè, rất đẹp. Hai cái đống cùng loại đó. Đây 250 kia 300. Ok, rồi. Đây là số phone của chị Ngân Thái. Mấy anh chị mà có muốn mua mấy cái cây sen đá thì cứ gọi cho số phone này nha. Ngân Thái 408 661 5751.